Hoa Khôi Nhí Bảo Ngọc 15 tuổi ra giảng hoa hậu, tậu nhà 100m² cho mẹ, đúng chuẩn sao nhí tài không đợi tuổi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát yên bình, quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình. Hoa Khôi Nhí Cần Thơ được đánh giá cao về sắc vóc lẫn tài năng. Không những thế, sao nhí này còn là một người con cực kỳ hiếu thảo, biết phụ giúp gia đình từ bé. Lê Huỳnh Bảo Ngọc nổi lên với vai trò mẫu nhí từ khi mới 3 tuổi và được khán giả hâm mộ Việt ưu ái gọi là Hoa Khôi Nhí Cần Thơ nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp. Càng lớn, mỹ nhân nhí càng trổ mã ra dáng hoa hậu tương lai với dung mạo khả ái và chiều cao vượt trội. Không chỉ dừng lại ở đó, Bảo Ngọc còn sở hữu nhiều tài năng như ca hát, nhảy múa, dẫn chương trình vân vân, đúng chuẩn sao nhí tài không đợi tuổi. Được biết, Bảo Ngọc vẫn luôn không ngừng nỗ lực phát triển sự nghiệp nghệ thuật bằng việc chăm chỉ tham gia các chương trình, game show và dự án phim ảnh mới với nhiều vai trò khác nhau, chứng minh thực lực không phải dạng vừa. Và cũng nhờ độ phủ sóng dày đặc, mỹ nhân nhí gốc Cần Thơ có thể tự chủ kinh tế sớm, đủ sức phụ giúp và báo hiếu đấng sinh thành khi mới hơn 10 tuổi. Vào đầu năm 2021, Bảo Ngọc khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi chia sẻ một số hình ảnh khoe nhà mới. Kèm theo đó, sao nhí hãnh diện cho hay: "Gốc học tập mới của con đó cả nhà ơi, lúc trước hai mẹ con còn nhiều khó khăn lắm, ở trong phòng trọ nhỏ nhưng con lúc nào cũng siêng năng học tập và đạt học sinh giỏi suốt 6 năm liền. Giờ hai mẹ con ở chung cư rộng rãi hơn và mẹ đã dành không gian tốt nhất làm gốc học tập cho con thì con lại càng say mê học nhiều hơn nữa." Song không chỉ dừng lại ở việc chuyển từ nhà trọ sang nhà mới khang trang, Bảo Ngọc còn thường xuyên dành tặng đón sinh thành những món quà ý nghĩa và giá trị. Còn nhớ trong một lần, cô nàng 10X khoe tặng mẹ điện thoại và chiếc ghế massage trị giá hàng chục triệu đồng, cho thấy năng lực kiếm tiền đáng nể. Bảo Ngọc không còn là cái tên quá xa lạ đối với fan sắc đẹp Việt. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã để lại ấn tượng với công chúng bởi tài năng và sắc vóc nổi bật, được dự đoán là hoa hậu tương lai của Vbiz. Hành trình phát triển của tiểu mỹ nhân được cộng đồng mạng theo dõi sát sao. Cô bé tiếp tục gây chú ý khi thông báo tổ chức hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn. Cụ thể trên trang cá nhân, Bảo Ngọc thông báo về dự án từ thiện sắp tới của mình. Cụ thể, tiểu mỹ nhân cho biết cô bé sẽ xin phép mẹ trích một khoản tiền nhỏ để mua quà tặng cho các bạn nhỏ khó khăn trong chuyến đi diễn tại quê nhà. Ngoài ra, Hoa Khôi Nhí chia sẻ thêm mình và mẹ cũng đã lên kế hoạch cho chuyến thiện nguyện. Thông báo từ phía mỹ nhân nhí gốc Cần Thơ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Phần đông cộng đồng mạng đều bày tỏ sự trầm trồ trước tấm lòng nhân hậu biết giúp đỡ người khác của Bảo Ngọc. Một số khác cho rằng cô bé ngày càng ra dáng một hoa hậu tương lai khi tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Được biết đây không phải là lần đầu cô bé sắp xếp thời gian để tham gia các chương trình có ý nghĩa xã hội. Trước đó Bảo Ngọc cũng ghi điểm khi đích thân đến bệnh viện nhi và trao quà cho các em nhỏ khó khăn. Dù chưa tới ngưỡng tuổi thiên nhan sắc, Bảo Ngọc đã gây ấn tượng khi lần lượt trải nghiệm cảm giác như một nàng hậu thực thụ. Được biết cô bé còn được chủ tịch Kim Dung cho ngồi trên ghế hoa hậu. Thần thái tự tin và sắc vóc nổi bật của Hoa Khôi Nhí Cần Thơ khiến dân tình ngày càng tin rằng cô bé sẽ sớm trở thành một đại diện nhan sắc của nước nhà khi trưởng thành. Ngoài ra, tiểu mỹ nhân cũng thường xuyên góp mặt trong những buổi tiệc hội ngộ giàn hoa á hậu đình đám. Bên cạnh đó, người hâm mộ đều nhận thấy sự thay đổi nâng cấp hình ảnh của Bảo Ngọc, không còn hình ảnh ngây thơ hồn nhiên như trước. Cô bé bắt đầu xây dựng cho mình hình ảnh nữ tính dịu dàng hơn. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, tiểu mỹ nhân đều để lại ấn tượng đẹp với vẻ ngoài chỉnh chu, chăm chút từ trang phục đến trang điểm, kiểu tóc. Càng theo dõi chặng đường phát triển của Bảo Ngọc, khán giả hâm mộ càng yêu mến và ngưỡng mộ. Ai nấy đều tin rằng với những gì mình có, mỹ nhân nhí gốc Cần Thơ sẽ có một tương lai tươi sáng. Hơn nữa, cô nàng còn có mẹ nuôi là bà Trùm Hoa Hậu, tương lai sẽ cực kỳ rộng mở nếu thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp. Đông đảo người hâm mộ đều hy vọng Bảo Ngọc khi đủ tuổi sẽ đăng ký tham gia thi sắc đẹp, bởi sắc vóc và tài năng triển vọng, 10X rất có thể sẽ làm nên chuyện. Qua những chuyến thiện nguyện, cô bé càng chinh phục khán giả bởi trái tim ấm áp biết giúp đỡ người khác.